Ban đầu xin chào các bạn. Trong những ngày phòng chống đại dịch Corona của toàn thế giới, thì nó gây ra là Quang Đậu cũng thường là theo dõi cái tình hình chiến sự của cái bệnh dịch Corona cộng thế giới này, nó gây nhiễm đến Việt Nam như thế nào. Thì nói chung là đáng mừng là Việt Nam mình coi như là đứng số 1 á, gọi là đứng số 1. Thì nói chung là qua những ngày phòng chống bệnh dịch Corona thì mình rất quan tâm đến sức khỏe của cộng đồng đã được nhà nước là chỉ thị cho các cái bộ ban ngành có liên quan đến phòng chống dịch Corona đã hoàn thành cái công việc tốt đến các trường học, rồi nói chung là các cơ quan, và cuộc sống của bà con Việt Nam mình nói chung tương đối ổn định. Và bên cạnh đó thì Quang Đậu cũng xin lưu ý với các bạn rằng là mình là cùng với các bạn mình đồng hành là những sáng tác có liên quan đến cái chuyện mà coi như là Quách Binh Lý Hải và ông nhà thơ là Trương Minh Đạt. Thì nói chung là anh em mình cũng rất là phẫn uất cái chuyện này. Nhưng mà ở đây mình cũng không là chỉ trích một ai cả, mà cái chuyện mà anh em cũng đã là những người sáng tác, như tôi là coi như là cũng thường phổ thơ phổ nhạc cho các anh em nhà thơ nhà văn, rồi những anh em khác cũng thường là phổ thơ. Nhưng mà nói chung là cái gì nó ra cái đó, anh em rất tôn trọng những cái tác phẩm và coi như là cái tài sản quý giá và là một đứa con tinh thần mà mình đã đẻ ra nó, mình phải bảo vệ nó. Nếu ai xâm phạm thì mình cũng hơi buồn, nhưng mà riêng bản thân anh em chúng tôi ở đây thì nói chung cũng mong muốn rằng là tất cả những anh em mình là nên lưu ý về vấn đề là đồng tác giả, cùng đồng tác giả để anh em mình cùng cộng hưởng với nhau giữa thơ và nhạc, hoặc là tất cả những cái tác phẩm khác về trình độ tri thức, nó là sản phẩm quý giá cho về mọi phương diện mà anh em mình đã đẻ ra nó. Và nhân tiện đây thì tôi cũng có một số anh em ở ngoài nước, như chẳng hạn như anh nhạc sĩ Vĩnh Điện, rồi nhà văn Phong Thu, và tất cả những nhà thơ như Hoàng Phượng, rồi những nhà thơ Hoàng Long, vân vân. Thì anh em cũng có những cái tâm sự về vấn đề này. Thì sau đây là tôi xin mời các bạn chúng ta cũng cùng nghe những cái ý kiến xoay quanh vấn đề bản quyền. Xin mời các bạn cùng nghe. Phong Thu xin kính chào quý vị và các bạn, và xin chào anh Quang Đậu. Bây giờ Phong Thu sẽ nói về những vấn đề xung quanh cuộc sống của chúng ta. Những câu chuyện quanh ta có rất nhiều, nhất là chúng ta đang ở tâm dịch Corona. Đó là một đề tài nóng bỏng mà chúng ta nghe hàng ngày, hàng giờ, đã chiếm hữu toàn bộ thời gian của chúng ta. Nhưng trong chương trình này, Phong Thu không bàn về con virus đã làm kinh động thế giới, mà tôi muốn nói về tác giả và bản quyền. Điều này có liên quan đến ba ông Quách Bim, Lý Hải, Trương Minh Nhật. Và đồng thời nữa, tôi cũng muốn nói về câu chuyện giữa nhạc sĩ Vĩnh Điện và ca sĩ Ngọc Quy đang sinh sống tại Việt Nam. Thưa các bạn, để cho câu chuyện không vui trên được nhẹ đi, thì tôi sẽ đọc cho quý vị nghe bài thơ Khi Tình Yêu Vỗ Cánh Bay. Khi tình yêu đã bay đi thật xa, nơi anh ở chỉ còn là kỷ niệm. Mưa từng ngày xóa tan bao lời nguyện, khúc kinh cầu rơi vào khoảng hư không. Khi tình yêu đã tan vỡ từ lâu, nắng nơi đó nhạt nhòa buồn da diết. Anh một bóng lẻ loi bờ cát trắng, tìm dấu yêu xưa nay đã không còn. Dù non ngàn biển mặn, dù vạn dặm sầu thương, anh vẫn yêu em, anh vẫn nhớ đến em. Người yêu dấu ơi, bây giờ em đang ở nơi đâu? Đại ngàn xa xôi hay tinh cầu giá lạnh? Một lần thôi anh xin được yêu người. Anh gọi tên em
một trời thương nhớ. Xa em rồi, còn gì nữa em ơi. Thưa các bạn, vừa rồi các bạn đã nghe tôi đọc bài thơ Khi tình yêu vỗ cánh. Các bạn có muốn biết xuất xứ bài thơ này không? Bài hát này đã tạo cảm hứng cho nhạc sĩ Vĩnh Điện sáng tác thành ca khúc chỉ trong một ngày. Nhạc sĩ Vĩnh Điện rất đa tài và nhạy bén với thơ ca, nên anh sáng tác rất nhanh và nhiều bài hát rất hay. Tôi kể chuyện bài thơ này cho nhạc sĩ Vĩnh Điện nghe, và cũng nói cho anh biết cuộc trao đổi giữa tôi và nhạc sĩ Quang Đẩu về bản quyền, thì anh đã cười. Anh nói, ngay cả bài thơ Hoa Phượng của nhà thơ Hoàng Phượng đã được anh phổ nhạc thành ca khúc cũng đã bị ca sĩ Ngọc Quy tại Việt Nam cầm nhầm thành sáng tác của anh ta trong buổi trình diễn Ký Ức Tuyệt Vời. Và Ngọc Quy đã post trên trang Facebook của mình vào ngày 13 tháng 12 năm 2020 nguyên văn thơ Hoàng Phượng, sáng tác Ngọc Quy. Ôi con rùa vàng Hà Nội đã biến thành con rùa đen khi lòng tin của chúng tôi đối với anh ta không còn nữa. Anh ta đã cố tình đánh lận con đen khi chôm sáng tác của người cậy anh hát giúp để biến thành ca khúc của mình. Tôi không biết luật pháp ở Việt Nam như thế nào, nhưng luật pháp đều phải dựa trên sự thật và công bằng. Nó không thể dựa vào cảm tính, phe đảng hay tiền bạc. Xin trở lại câu chuyện của nhạc sĩ Vĩnh Điện và bài hát Hoa Phượng. Những đứa con lang bạc kỳ hồ của anh trôi nổi khắp năm châu. Anh muốn hát, muốn xài, free. Ai muốn hát, muốn xài, free, không tốn tiền, anh đều cho hết. Nếu ông ca sĩ Lý Hải thích ca khúc nào, cứ hỏi thăm nhạc sĩ Vĩnh Điện, có khi anh Vĩnh Điện sẽ tặng không để giao kết tình bằng hữu, cũng giống như chúng tôi đã quen với nhạc sĩ Quang Đẩu vậy. Từ câu chuyện bài thơ Gánh Mẹ mà nhạc sĩ Vĩnh Điện đã phổ bài hát bài thơ Khi tình yêu vỗ cánh bay của tôi, anh còn thêm vào 4 câu thơ: dù cho mây ngừng trôi, dù cho mưa cạn lời, này người yêu dấu, anh một lòng yêu em, để bài hát cân đối và hay hơn. Như thế là rõ ràng sòng phẳng tình nghệ sĩ. Chúng tôi là vậy, dù túi không có tiền nhưng tình còn đọng lại. Tôi hỏi anh Vĩnh Điện, chúng tôi đã quen nhau bao lâu rồi nhỉ? Anh trả lời, gần 20 năm rồi, phải không em? Thế nhưng đêm qua anh đã tâm sự với tôi về bài hát Hoa Phượng trong chương trình ca nhạc Ký Ức Tuyệt Vời của ca sĩ Ngọc Quy. Tôi mới biết nhạc của anh bị ông ca sĩ tuyên truyền làm từ thiện đã cầm nhầm. Số là nhà thơ Hoàng Phượng có sáng tác bài thơ Hoa Phượng và nhạc sĩ Vĩnh Điện một hôm đi dự tiệc đài truyền hình chung với đám lóc cóc như tôi, nên mới gặp được nhà thơ Hoàng Phượng. Thế là anh Vĩnh Điện lôi tôi vô chụp hình chung với vợ chồng nhà thơ. Rồi bỗng một hôm, anh Vĩnh Điện công bố rằng anh đã phổ bài thơ Hoa Phượng thành bài hát rất dễ thương. Anh gửi cho tôi nghe, tôi rất thích. Bài hát này do chính Ngọc Quy trình bày và thu âm, vẫn còn rành rành trên Facebook. Cả thế giới đều biết đấy nhé. Chẳng hiểu vì sao bỗng dưng vào tháng 2 năm nay, ông ca sĩ Ngọc Huy lại mất trí nhớ, nên upload trên Facebook bài hát này do mình sáng tác. Và vừa qua ca sĩ Ngọc Huy đã tổ chức một show ca nhạc gồm những bài hát phổ từ thơ của Hoàng Phượng tại Việt Nam, và có mời vợ chồng nhà thơ về tham dự. Trong chương trình ca nhạc có luôn bài hát Hoa Phượng là bài hát cuối cùng kết thúc chương trình. Trong phần chương trình in trên giấy trắng mực đen, rõ ràng có ghi rằng thơ Hoàng Phượng sáng tác Ngọc Quy. Tôi rất ngạc nhiên vì bạn tôi đang sống tại Việt Nam đã nghe bài hát này nhiều lần, chị còn gọi điện thoại hỏi thăm tôi về nhà thơ Vĩnh Điện. Đến lúc chị thấy trên YouTube để tên người sáng tác bài hát là Ngọc Quy, cô bạn mới hỏi tôi, ủa sao bài hát này do ca sĩ Ngọc Quy hát giúp cho Vĩnh Điện tràn ngập trên YouTube, nhưng bây giờ lại mang tên tác giả Ngọc Quy?
Vậy ai sáng tác bài hát này? Tôi cãi lại: tao thấy trên Facebook để đàng hoàng là thơ Hoàng Phượng, nhạc sĩ Vĩnh Điện, ca sĩ Ngọc Quy hát mà. Bạn tôi bèn gửi nguyên si chương trình ca nhạc upload trên trang nhà của anh ta vào ngày 13 tháng 2 năm 2020 do Ngọc Quy tổ chức cho tôi xem. Tôi bèn hỏi anh Vĩnh Điện, anh gửi cho tôi bản ký âm và phần YouTube để xem sự vụ này ra ánh sáng cho mọi người cùng biết. Ca sĩ Ngọc Quy đánh cắp tài sản trí tuệ của người khác có chủ ý. Anh ta biết rõ rằng bài hát này không phải của mình, nhưng đã tự nhận bài hát Hoa Phượng là do mình sáng tác. Đây là hành vi đáng chê trách. Mặc dù anh Vĩnh Điện không muốn lên tiếng và không kiện chàng ca sĩ này ra tòa, nhưng chúng tôi yêu cầu ca sĩ Ngọc Quy phải lên tiếng đính chính bằng email hoặc trình bày trên Facebook của nhạc sĩ Quang Đậu. Vì chúng tôi là những văn nghệ sĩ cứ thiệt, vàng thiệt không sợ lửa, và trò đánh lận con đen của ai đó không thể qua mặt được chúng tôi. Chúng tôi cho ca sĩ Ngọc Quy một cơ hội để giải thích rõ ràng và có lời xin lỗi với nhạc sĩ Vĩnh Điện. Nếu ông Ngọc Quy muốn chúng tôi có bằng chứng đầy đủ, bản ghi âm, hòa âm gốc, thì nhạc sĩ Vĩnh Điện sẽ phổ biến trên mạng. Nhà thơ Hoàng Phượng làm nhân chứng chính. Có điều là chúng tôi không hiểu vì sao bà có mặt trong buổi trình diễn nhưng lại nể nang ông ca sĩ Ngọc Quy mà không chịu lên tiếng ngay trong ngày đó. Xin mời quý vị theo dõi bài hát này. Tình yêu là em Hoàng Phượng, rất yêu kiều. Thưa quý vị và các bạn, Phong Thu xin dừng nơi đây và Phong Thu rất muốn tất cả quý vị có những lời bình luận, những lời comment hoặc là những lời chia sẻ với tôi, với nhạc sĩ Quang Đậu, nhạc sĩ Vĩnh Điện, cũng như với những người có liên quan đến cái clip này. Xin kính chào quý vị và kính chúc quý vị luôn bình an, vui vẻ, hạnh phúc để tránh được cơn bệnh corona.